Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thúy rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị trong phần bản tin của kênh Bản tin 24 giờ và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, theo Tân Hoa Xã đưa tin, lũ lụt do mưa lớn và lở đất ở miền Nam Trung Quốc đã khiến 215 người thiệt mạng và 93 người mất tích trong 10 ngày qua. Theo thống kê chính thức, tính đến 10 giờ sáng thứ hai, thiên tai do mưa lũ xảy ra kể từ đầu tháng đến nay đã khiến 89 người chết và 36 người mất tích ở tỉnh Hồ Nam, 59 người bị chết và 19 người mất tích ở tỉnh Hồ Bắc. Trong khi ở tỉnh Quý Châu có 44 người chết và 38 người mất tích, ở tỉnh Giang Tây có 23 người chết, Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết. Trước khi có mưa, các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây nằm dọc theo phần trung và hạ lưu của sông Dương Tử đã bị hạn hán kéo dài. Bộ Nội vụ Trung Quốc cùng với Ủy ban Giảm thiểu thiên tai quốc gia hôm thứ Hai đã đưa ra một phản ứng khẩn cấp với dự báo sẽ có thêm những trận mưa lớn ở miền Trung và miền Nam của Trung Quốc trong vài ngày tới. Trong khi đó, Bộ Nội vụ của Trung Quốc đã ra lệnh cho các trạm dự trữ cung cấp cứu trợ ở 10 tỉnh và 9 thành phố. Ở những khu vực này, chuẩn bị sẵn sàng cho những trận mưa cực lớn. Các sở, ban ngành ở địa phương được yêu cầu tăng cường các biện pháp và phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan khác để ngăn ngừa lũ lụt, thiên tai địa chất và các thiên tai thứ cấp khác có thể xảy ra do mưa lớn gây ra. Bộ Nội vụ cùng với Ủy ban Giảm thiểu thiên tai quốc gia của Trung Quốc cũng được yêu cầu cứu trợ mọi người bằng cách tiến hành kiểm tra toàn bộ phần đê và công trình, thiết lập nơi trú ẩn tạm thời, lập kế hoạch và sơ tán người dân khẩn cấp ở những khu vực nguy hiểm nhất. Các tỉnh An Huy, Giang Tô, Hồ Nam và Hồ Bắc ở miền Đông, miền Trung của Trung Quốc cũng đang cùng lúc hứng chịu hai thảm họa, thời tiết khắc nghiệt trái ngược nhau. Hơn 500.000 ha đất vẫn đang bị khô hạn và hơn 1,8 triệu người đang thiếu nước sinh hoạt. Lũ lụt nghiêm trọng đang tấn công các khu vực khác cũng như 11 tỉnh dọc theo trung và hạ lưu sông Dương Tử. Cho đến nay, hơn 10 triệu cư dân và hơn 500.000 ha đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. 198 người chết và 35.000 ngôi nhà bị nhấn chìm hoặc bị phá hủy, hơn 15 triệu người bị ảnh hưởng. Thảm họa lũ lụt và hạn hán đã gây ra thiệt hại kinh tế trong khu vực gần 11,7 tỷ nhân dân tệ. Cục khí tượng Trung Quốc CMA hôm Chủ nhật đã ban hành cảnh báo khẩn cấp cấp 3 để đối phó với những cơn mưa bão lớn dự kiến sẽ đổ bộ vào trung và hạ lưu sông Dương Tử. Theo dự báo của Cục khí tượng Trung Quốc, mưa vừa hoặc mưa dông lớn sẽ tiếp tục cho đến tối Chủ nhật ở hầu hết các vùng của Trung Quốc, với những cơn mưa xối xả ở phần phía nam sông Dương Tử và các khu vực khác ở phía bắc, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Trung và hạ lưu sông Dương Tử sẽ bị lũ lụt do mưa lớn vào thứ Hai, khi các dòng hải lưu lạnh và ấm dự kiến sẽ va chạm với nhau. Cục khí tượng Trung Quốc cho biết một số khu vực ở tỉnh Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô và Chiết Giang sẽ hứng chịu những trận mưa xối xả kèm theo gió giật mạnh và dông bão. Cục khí tượng Trung Quốc cảnh báo đợt mưa lớn này sẽ kéo dài trong khoảng thời gian khá dài, làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở những vùng bị hạn hán. Theo cảnh báo khẩn cấp cấp 3, cơ quan khí tượng địa phương sẽ làm việc theo ca 24 giờ để theo dõi sự thay đổi của thời tiết và đưa ra cảnh báo trong trường hợp có bất kỳ thiên tai nào có thể xảy ra. Thưa quý vị, lũ lụt cho đến nay đã giết chết ít nhất 154 người và khiến 98 người mất tích ở 13 tỉnh kể từ đầu mùa lũ năm nay. Theo cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của Trung Quốc cho biết, cơ quan khí tượng hàng đầu của Trung Quốc đã cảnh báo rằng mưa bão sẽ tấn công các khu vực dọc theo sông Dương Tử, một khu vực bị hạn hán nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Trung tâm khí tượng quốc gia cho biết, Vân Nam, Quảng Tây và Quý Châu ở tây nam của Trung Quốc cũng như các tỉnh phía đông Giang Tô và Giang Tây sẽ có mưa lớn vào thứ Sáu. Mưa bão lớn cũng sẽ tấn công một số khu vực ở tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc và An Huy, miền Trung của Trung Quốc. Cục khí tượng Trung Quốc cũng nói rằng các khu vực sông Dương Tử sẽ tiếp tục có mưa vào tuần tới. Cục khí tượng Trung Quốc gợi ý rằng các khu vực bị hạn hán nên tận dụng cơ hội để tiết kiệm nước trong cơn bão, nhưng cũng cảnh báo chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đắp bờ sông và hồ chứa để tránh lũ lụt hoặc sạt lở đất có thể xảy ra. Thưa quý vị, chính phủ Trung Quốc hôm thứ Ba đã nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với lũ lụt gần đây ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam lên cấp 3. Cấp cao thứ ba trong hệ thống ứng phó khẩn cấp quốc gia của Trung Quốc. Bộ Nội vụ cho biết một trong những thông cáo báo chí rằng họ đã nâng cấp từ cấp 4 lên cấp 3 và đã cử Thứ trưởng Giang Li lãnh đạo một nhóm công tác thay mặt cho Hội đồng Nhà nước và Nội các Trung Quốc để điều tra tình hình lũ lụt và lở đất, đồng thời hướng dẫn công tác cứu hộ, cứu trợ trong khu vực bị ảnh hưởng. Tính đến sáng thứ Ba, mưa bão đã làm rung chuyển tỉnh Quý Châu, Tây Nam của Trung Quốc kể từ đầu tháng gây ra lũ lụt, khiến 64 người chết và 73 người mất tích. Tổng cộng 148 người đã được sơ tán khỏi khu vực bị ngập lụt và hơn 4.900 tòa nhà đã bị nước lũ phá hủy. Mưa lũ đã khiến 54 người thiệt mạng và 45 người mất tích ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam của Trung Quốc và 19 người mất tích ở tỉnh Giang Tây, miền Đông của Trung Quốc. Tại quận Vương Mặc, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã báo cáo có 38 người thiệt mạng, 53 người vẫn mất tích. Nông Văn Hải, phó thống đốc của quận Vương Mặc cho biết, một trong cuộc họp báo vào tối thứ Ba, ông Nông cho biết số người mất tích đã giảm so với con số 85 được báo cáo trước đó, khi số người chết tăng lên 17 người và 26 người được xác nhận còn sống khi họ đến thăm người thân hoặc làm việc tại các thành phố với tư cách là người di cư và do đó không có nhà vào thời điểm xảy ra lũ lụt.
Tại quận La Điếm, báo cáo có 11 người mất tích. Ông Đông cũng cho biết, trận lũ lụt đã buộc khoảng 54.800 cư dân của quận Vương Mặc phải sơ tán và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 2,04 tỷ nhân dân tệ, khoảng 257 triệu USD. Ông cho biết, lũ lụt đã làm sập 1.101 ngôi nhà và làm hư hại thêm 5.913 ngôi nhà và ảnh hưởng đến 18.000 hectare hoa màu và rau quả ở Vương Mặc. Nước lũ đã làm ngập quận lỵ vào thứ hai, làm gián đoạn nguồn cung cấp điện, nước và dịch vụ viễn thông ở một số thị trấn. Lũ lụt cũng làm hư hại đường xá, cầu cống, đê điều, công trình thủy lợi, nhà máy thủy điện. Giám đốc giáo dục quận Nguyên Thiết cho biết khoảng 7.500 học sinh từ 4 trường đã phải ở nhà vào hôm thứ Ba do nước lũ ngập nên không thể đến trường học. Cao Trạch Anh, hiệu trưởng trường tiểu học số 2 của quận cho biết lũ lụt đã phá hủy hàng rào dài 500 mét của trường và nhấn chìm một số phòng học ở tầng 1. Ông Cao cho biết nước lũ trong khuôn viên trường đo được sâu 2,2 mét vào hôm thứ Hai. Văn phòng dân sự tỉnh cho biết lũ lụt do mưa cho đến nay đã tấn công 16 thành phố và huyện trên toàn tỉnh Quý Châu, ảnh hưởng đến ít nhất 600.000 người. Cục thời tiết địa phương cho biết mưa lớn liên tục đầu tiên bắt đầu vào tuần qua. Tính đến thứ Hai, lượng mưa đạt đỉnh là 170mm tại 19 quận của tỉnh. Văn phòng cho biết 31 quận khác nhận được lượng mưa từ 95 đến 130mm. Cục thời tiết dự đoán thời tiết mưa sẽ kéo dài đến ngày thứ Năm. Mưa lớn cũng đã đổ xuống một số tỉnh phía Nam trong vài ngày qua. Tại tỉnh Hồ Nam, những cơn mưa xối xả đã gây ra lở đất và buộc một con đường chính của tỉnh phải đóng cửa. Tuyến đường này sẽ không được mở lại cho đến ngày thứ Năm. Theo trạm thời tiết của tỉnh cho biết, lượng mưa lớn kể từ hôm thứ Sáu đã giải tỏa hạn hán kéo dài ở miền Trung và miền Bắc của tỉnh, nhưng cũng gây ra lũ lụt và làm hư hại mùa màng ở một số khu vực. Đài dự báo rằng một đợt mưa mới sẽ đổ bộ vào Hồ Nam vào thứ Năm và cảnh báo về lở đất và lũ lụt trên núi. Tại tỉnh Giang Tây lân cận, những trận mưa như trút nước đã gây ra sụt lún đất và làm đổ 3 ngôi nhà 3 tầng liền kề ven sông vào sáng thứ Ba tại thị trấn Văn Thành, khiến 15 thành viên trong gia đình bị mất tích. Theo phát ngôn viên của Văn phòng Quản lý Thông tin Chính phủ Văn Thành ở quận Ngọc Sơn cho biết, tại thành phố Phong Thành ở Giang Tây, chính quyền đã ra lệnh sửa chữa một con đập 22 năm tuổi bị lũ lụt tàn phá để đảm bảo an toàn cho hơn 1 triệu cư dân ở hạ lưu. Chính quyền thành phố cho biết, mực nước trong đập ở mức 26,3 mét, cao hơn 1,33 mét so với mức cảnh báo. Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng, người sẽ tiếp tục ở phần trung và hạ lưu của sông Dương Tử bị ảnh hưởng bởi hạn hán vào tuần tới, có thể dẫn tới lũ lụt trong khu vực. Kính thưa quý vị, những trận mưa xối xả liên tục cũng đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại một quận huyện ở tỉnh Quý Châu, Tây Nam của Trung Quốc, khiến 29 người chết, 33 người mất tích vào tối thứ Hai. Trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của tỉnh cũng cho biết trong một tuyên bố rằng, lũ lụt cũng buộc 6.900 cư dân ở huyện Thiên Trù, phía Nam của tỉnh Thiên Tân phải di dời. Nước lũ đã làm ngập quận lỵ và gây gián đoạn cung cấp điện và nước tạm thời ở đó, đồng thời cắt dịch vụ viễn thông ở 8 thị trấn. Mực nước sông ở Thiên Trù cao 3,5 mét so với mức cảnh báo sau trận mưa xối xả kéo dài từ 8 giờ sáng Chủ nhật đến 8 giờ sáng thứ Hai. Trung tâm khí tượng của tỉnh dự báo rằng mưa lớn sẽ tiếp tục tấn công các khu vực phía Nam, các quận ở Thiên Tân, Càn Nam và Nam Kiềm Đông từ tối hôm thứ Hai đến thứ Ba. Cuộc tấn công bất ngờ của cơn mưa xối xả tuần qua chính là phép thử đối với việc xây dựng hệ thống thoát nước và kiểm soát lũ lụt của Quảng Châu. Theo báo cáo, do ảnh hưởng bởi trận mưa lớn, 102 thị trấn trong thành phố bị ngập lụt, 109 ngôi nhà bị sập, 256.800 ha đất canh tác bị ngập và 32.166 người bị ảnh hưởng. Trong đó 44 thị trấn bị ngập nặng nhất. Mưa lớn đã gây ra ách tắc giao thông cục bộ, một số hàng quán tạm bợ bị ngập nước. Trong số 10.000 bãi đỗ xe ngầm trong thành phố, 35 bãi đã bị ngập ở độ sâu 1,5 m trở lên và 1.409 phương tiện bị ngập nhẹ, khoảng 0,6 m trở xuống. Trong số đó, khu vực hầm để xe ở quận Thiên Hà bị ngập nặng nhất, với 1.139 phương tiện ở 24 bãi đỗ bị ngập sâu 1,7 m. Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại kinh tế của thành phố vào khoảng 543,8 triệu nhân dân tệ. Thiệt hại nặng nề do mưa bão gây ra. Ông Dương Minh cho rằng nguyên nhân khách quan là do mưa bão có lượng mưa quá lớn. Ông nêu rõ, theo tài liệu khí tượng lịch sử, trong 30 năm qua, chỉ có 3 trận mưa lớn như vậy vào các ngày 14 tháng 6 năm 1975, 17 tháng 5 năm 1989 và 1 tháng 8 năm 2005. Nhưng tác động của các trận mưa bão nói trên trong phạm vi hẹp hơn, nhiều hơn so với lần này. Trong đợt mưa xối xả này, một số mắt xích yếu của hệ thống thoát nước đô thị cũng lộ ra. Tiêu chuẩn chống ngập, thoát nước của hệ thống thoát nước tương đối thấp, chỉ 9% đạt tiêu chuẩn 2 năm một lần khi có mưa lớn. Ngập úng trên diện rộng ở khu vực trung tâm thành phố sẽ dễ xảy ra. Bên cạnh đó, các biện pháp phòng chống giảm nhẹ thiên tai ở khu vực đô thị chưa được người dân và chính quyền thành phố triển khai, nhất là một số công trình mới xây dựng. Thông tin, dự báo và cảnh báo chưa thể truyền tải kịp thời đến người dân một cách hiệu quả và ý thức quản lý tài sản trước thiên tai của người dân, các cơ quan quản lý ban ngành cần được nâng cao. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.